Hello anh em, cho đến thời điểm hiện tại thì khả năng cao là mình mới chơi được chắc khoảng 20% của con game này thôi. Nhưng mà đấy, mình chắc chắn cam đoan là cái phần trăm mà con God of War Ragnarok sẽ giành chiến thắng về cái tựa game của năm, tựa game hay nhất năm 2022. Vì mình đã từng chơi cả Elden Ring lẫn God of War và cá nhân mình nhá, mình sẽ vote cho con game này. Tóm tắt lại một chút về Ủa? Sợ đệ con đoạn leo lên nhỉ? Leo lên đây phát xem nào. À, một cái chỗ để lấy hòm thôi. Chính là cái hòm vừa rồi lúc mà mình nhìn thấy ở lúc ở bên kia. Lúc mà chưa lấy được đấy. Đấy. Ở trong clip trước ấy. Tóm tắt trong clip trước thì Atreus trong một là lúc mà đang nằm ngủ thì tự nhiên mơ. Mơ mà không biết có phải là mơ hay là thật. Mà đây, trong giấc mơ thì Atreus đã tự nhiên đến được nơi gọi là Ironwood, khu rừng sắt gì đấy. Mà còn có cái tên gọi khác là khu rừng của những người khổng lồ. Không biết có phải vì Atreus là hậu duệ của người khổng lồ hay không. Tại vì có khả năng là chỉ những người mà mang dòng tộc hoặc là dòng dòng máu của người Gaia thì mới có thể đến được những nơi như thế này. Và trong lúc đến đây thì đã gặp một cô bé cũng bằng tuổi với Atreus. Và cô ấy đang dẫn Atreus đi vui đùa, chả biết đi nhặt nhạnh các thứ này để làm gì đây. Sau khi đã cho biết về cái lời tiên tri thực sự về tương lai sau này. À, đi một vòng rồi đấy. Chúng ta đi một vòng rồi đấy. Oh, is trickery something you're good at? Oh, I lied to my dad a couple times. Oh, a master of deception. Đi được vòng rồi đấy. Chúng ta đi thu thập cái quả có tên là Green Bulb. Nhét vào đây. If I need to, like, fix my bow or something, can I? Of course. I've got supplies in my tool chest over there. By the way, I left something in the tool chest for you. I'll meet you over by Yala when you want to leave. Is it okay to hang out around here? As long as you want. Rồi, tức là cô bé bảo mình có thể ở đây lâu bất cứ lúc nào mà mình muốn. Và nói rằng có thể là có đồ á, cái gì đây? Hey, what's this one? I painted that one with grandmother. Wasn't as good back then. Gì đây? Angabota. Earlier you said the Udengard can be disoriented. But what is it? Hmm. You know Amir? The first of our people. He died a long time ago, right? Odin killed him. Yes. Odin destroyed everything that remained of him, save for one thing. His dreams. Odin couldn't touch those if he tried. And they are ours. Cuộc hội thoại chả hiểu quái. Này mở ra được không? Yeah, it's not ready for anyone's eyes. Except maybe Yala. You can't be that bad. Maybe I'll show it to you one day. But not today. Only three colors? Where are the rest? That's all I need. I mix them to make the rest. Ui, giật cả mình. Đây à? Is that another one of your paintings? It's pretty good. Nah, not my best. I could do better. Well, I like it. Có vẻ như là không còn gì để mình tương tác nữa rồi. Đến lúc về rồi. Xem nào. Đến lúc về rồi, chả còn quét gì nữa. Đây là cái tủ hòm đồ mình có thể lấy. Lấy đồ à? Collect này. Lấy được hết à? Quái nồi. Upgrade bow à? Đây là cái gì?
Ai chà, tức là ngoài ngoài cái cung này ra chúng ta có thể chế tạo một cái cung nữa. Ô chà chà chà. Được, chế tạo nhỉ? Tội gì? Equip luôn. Mỗi cái cung có 3 cấp. Sẽ cái special item này. Resort accessory cũng craft được luôn à? Vãi chưởng ạ. À. Ghê thế nhở? Mấy cái này chắc là ba cái đồ này là mình đang đeo này. Cái này là gì đây? Thôi nghiên cứu sau đi, nhiều chữ quá. Ra thử cái cung mới đã. Tí nữa thì không kiểm tra cái này thì phải mít đồ không? Lấy được bao nhiêu đồ ngon đây? Và đây cũng là chỗ để nâng cấp. Đúng rồi. Chỗ để nâng cấp. Sau khi đã lấy hết. Không biết là ở chỗ thợ rèn thì có không? Hiện tại ở đây không thử chiêu được rồi anh em ạ. Đây, chúng ta có thể chọn cái cung cũ đây. Cái cung mới đây. Cái cung cũ thì sẽ tên đánh sẽ lên stun rất là nhanh. Còn cung mới thì tăng status dam từ những cái mũi tên runic. Ok. Nhưng mà chắc là chưa chưa thể thử ở đây được. Runic summon này. Armor có gì mới? Mấy bộ armor này chỉ để thay đổi hình dạng bên ngoài thôi. Mặc bộ này vẫn đang đẹp nhất rồi. Chắc là không còn gì nữa thì mình sẽ đi nói chuyện với cô bé kia và sẽ rời khỏi đây thôi. Chán rồi, đi đánh nhau cho vui. Lang thang ở đây chả có tích sự gì cả. Đấy thì trong như clip lần trước thì mình đã được biết sự thật về cái lời tiên tri. Đó là Kratos sẽ chết và Atreus sẽ đi theo Odin. Đấy. Thằng bé rất là sốc vì cái chuyện đó. Và quả quyết rằng làm gì có chuyện đấy. Chắc chắn là ông nó sẽ không đi theo Odin đâu. Nên bây giờ mình cứ phải đi theo cốt truyện đã mới biết được sự thật cuối cùng nó như thế nào. Nhá. Đấy, dẫn mình đi đâu nữa đấy, chứ chưa 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 ra khỏi đây được đâu. Lại phải đi tiếp này. Cái Iron Wood nó rộng lắm. Mà lại mỗi mình được đi vào trong này thì tôi cũng biết vẽ đấy. Ừ. All kinds of things. Monsters, vẽ quái vật, vẽ những cái tạo tác, bất cứ thứ gì mà gặp trên đường. Sau khi đã lấy cái quả kia, bây giờ mình lại đi lấy rễ cây nữa à? Chứ chưa xong đâu. À chết, hỏi là có con gì có thể đi nhanh hơn được không? Rồi bây giờ phải đi bộ rồi. Đây, thử bow mới. Bow mới đây. Ai giờ? Bow mới này nó bắn một phát được 3 mũi tên liền. Hay đấy. Hai phết, hai phết. Giờ mình sẽ đi lấy rễ cây đây. Vẫn là đi thu thập nguyên liệu. You won't need that. The roots snap pretty easily. There. Just take a little off. A good twist ought to do it. Vặn một cái là được, không cần phải dùng dao. Exactly. Chính xác. We're coming, we're coming. There's more roots this way. Đi thu thập những cái này để làm gì nhỉ? Để con bé về làm màu vẽ đúng không? Thề trong mơ lại gặp một đứa con gái xong lại đi hẹn hò với nhau như này à? Tầm tuổi của Atreus lúc này chắc chỉ tầm 15 tuổi là cùng anh em nhỉ? Ôi vãi nồi. Thôi. Ôi, con kia chơi bựa thế nhỉ? Đánh đúng chỗ hiểm. Mày sẽ phải trả giá. Cái gì đây? Ôi vãi. Thật đấy.
Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, đoạn này tôi phải chụp lại mới được. Đoạn này đánh dấu cái gọi là gì nhỉ? Gọi là cái sự trưởng thành của Atreus. Từ bây giờ Atreus đã có thể L3 cộng R3 giống như người cha của mình. Đó là bật vào Rex Mode biến hình. Tao bực rồi đấy. Giết mày bố láo này thì sao nữa, vào hết đây mày. Cái break mode của Atreus là một hit đi luôn, không nói nhiều. Rồi hết rồi, hết rồi. Hit chuyện 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 láo này, bố láo này, đánh làm sao được tao? Hay quá, hay quá. Wow, tuyệt vời. Tự nhiên lại hóa cháo. Atreus bây giờ đã có thể hóa thành sói mỗi khi mà đầy cái thanh nộ. Tuyệt vời. Thế thì không biết là lúc mà đi cùng với thằng bố thì mình làm sao để ra lệnh cho nó để hóa trao nhỉ? Không biết có phải là nhà xuất bản gọi là gì? Santa Monica đang xây dựng cái hình tượng Atreus để sau này có thể thay thế Kratos hay không? Kiểu như Kratos bây giờ đã già quá rồi ấy. Nhưng mà mình vẫn nghĩ là không đâu. Không đâu. Không đâu. Không. Không đâu. Bố láo này. Bố láo rồi. Ok kìa. Tự nhiên đấy có liềm nhiều màu ấy nhỉ? Ok, tự nhiên bọn quái kia nó chui ra, thành ra mình có lối mình đi rồi. Lúc nãy đang đi trên cầu suýt nữa lấy được cái hòm thì bây giờ lại phải xuống dưới tìm đường leo lên. Cũng khá là hay đấy, mình cũng tò mò khi bây giờ giả sử như khi mà Atreus về gặp lại Kratos thì sẽ nói gì về cái chuyện là khả năng biến hình của mình đây. Tại vì trong lúc vừa rồi lúc biến hình ấy thì Atreus có nói là cảm giác như kiểu nó không tự chủ được bản thân ấy. Cũng khá là đáng ngại. Cái này không phải bắn thẳng mà là nó bắn xong nó rơi xuống nhá. Những cái skin của Atreus thì có tính là tier không? Không tính rồi. Như skin của thằng bố này nó còn tính là tier để ép ngọc vào. Atreus thì không. Chắc là mình sẽ không điều khiển nhiều đâu. Chủ yếu vẫn sẽ là Kratos. Giờ đi đâu? Đi tiếp à? Vẫn phải đi lấy rễ cây à? Và ai nổi? Thì đấy, lúc mà anh em nhìn những cái cây này thì rất là giống những cái khúc xương của người khổng lồ. Thì đây có lẽ cũng chính là lý do vì sao cái Ironwood này nó có tên là khu rừng của người khổng lồ. Chắc là đi trong Ironwood này phải hết hai cái clip á. À đây, lại về nhà rồi. Nãy giờ chúng ta đi kia để lấy nguyên liệu nhét vào đây. Và sau khi đã lấy đủ nguyên liệu rồi thì nó muốn cho mình xem cái gì đó. Tất cả những đống nguyên liệu này chắc chắn là chỉ để vẽ thôi. Còn bây giờ nó sẽ vẽ gì cho mình xem đúng không?
Hay là nó nằm ra để bắt mình vẽ? Điện thoại nói gì ấy? Repair gì lại phải vào đây để repair? Xem trong này còn đồ gì nữa không? Chả có gì. Trong này có rất nhiều những bức tranh. Những cái kiểu bức tranh như này là toàn của tộc người này, nghĩa là con bé này hoặc là mẹ con bé này vẽ. Vẫn còn một cái nữa cần phải đi kiếm à? Not yet. But for you, that might be a god thing and not a giant thing. Oh. Thanks for rubbing it in though. Sorry. Joking. À đây, đi lên trên này. Chắc là rẽ vào đây rồi. That's where we're headed. Phải đi lấy đủ 3 cái món đồ luôn. Niệm thần chú. It hides this place perfectly. Maybe that's why I couldn't sense any other giants when father and I visited. Có cái hòm này, xuống lấy thôi. Ây da, không vỡ à? À, hôm nay là chủ nhật anh em nhé. Nhưng mà mình vẫn chơi game vào khoảng tầm... Để coi. Hiện tại là cũng 11 giờ anh em nhé. Chắc hôm nay mình sẽ chỉ chơi được một clip thôi. Chiu. Ý tưởng, ý định của mình ban ngày là cũng... Không được à? Phải cưỡi con này mới đi xuống đây anh em ạ. Ý tưởng là cuối tuần chơi nhiều hơn tí. Để có nhiều clip để up. Nhưng mà cũng không kịp. Con này ghê vãi, nhìn như con sò ấy. Gì ấy? Con bé này nói gì về linh hồn mà bảo là trong con dao của mình có linh hồn của ai đó. Và ai chết cũng không biết. Không biết điều đó. Lại sắp đánh nhau rồi đấy. Nghi lắm. Lấy đồ xong quái bao vây luôn là cái chắc. Gì đây? À ném đá, ném đá. Trò lướt đá đây mà. Chiu 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 chiu. Looks easy enough. Chiu. Úi dồi ôi. Gà. No, I think I got it. Bị nó chê, bị nó cười. Không được. Oh, you're laughing at me now. I'm not laughing at you. I'm You're not? Laughing at the situation. Được rồi. Okay, well, I might need a little help. You'll get it. Throw it flat. À kìa, có cái hòm kìa. It's all about timing. When you release the rock. Lại. All right. Watch this. Wow. Bring the wolf, Loki. But under your control. Ở đâu đấy? Đàm to thật đấy. Bắn. Ok. Nhầm nút. Một thằng ra đi. Vẫn còn quái cơ. Đông hết. Ở đâu ấy?
Hết chưa? Đỡ không được kìa. Mày làm tao bực ở đấy. Mày làm tao bực ở đấy. Rồi. Còn con ở trên kia làm nào. Bắn thôi. Ôi còn nhiều skin quá. Cái skin này đã mình quên không dùng đến này. Giữ R1 cũng làm skin, giữ này cũng làm skin. Rồi, giờ đi đâu? Lại gọi con Zala đến. À đây rồi, nó đây rồi. Con này biết lội nước luôn, biết bơi luôn đấy. Thú cưng này buồn cười phết nhỉ. À đây là ấy máu này. À, lại chơi ném lần nữa à? Đâu? Được ném không? Đây rồi. Lại. Muộn quá à? Ngon. Ngon ngon ngon. Thôi bỏ đi. Đứng đây mà chơi ném đá nữa. Đi tiếp thôi. Let's go, let's go. Nhanh 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 còn ra khỏi đây, về cứu bố. Không biết bố sẽ chết vào lúc nào. Where are we going now? I have something for you. A gift. I guess. Should I be scared? No. Lại một cái hòm nữa. Nằm ở vị trí rất khó chịu. Làm sao để lấy đây? How to? Nhìn khó chịu chưa? Can I ask you something? Of course. Are you, are we the only giants left? Câu hỏi hay đấy. Mà con bé này luôn né tránh những câu hỏi của mình, bực thật đấy. Gì đây? You're telling me nobody has ever changed their fate? Ever? I mean, sure, maybe some details change, but the endpoint remains the same. It's better to walk the path than to struggle against it. Không biết là lúc mà ngủ mà đi như này thì tâm trí có bị mệt mỏi không? Hay là trong lúc đấy vẫn được ngủ? Chứ nếu mà trong lúc ngủ mà đi làm như này ấy, thì đâu có tính là ngủ đâu. Rồi, lại xuống đi bộ tiếp. Kiểu giống như bao công ngày xử án trần gian, đêm ngủ xử án cõi âm. Xử đến đen gần mặt. À, chắc sau này mình đi qua lối này à? Còn đây là cái gì? Chưa hiểu. Một cơ quan gì đó. Chắc phải người khổng lồ mới có thể điều khiển được. Mình làm sao mà kéo được? À, con kia là sẽ đẩy. Con bé cứ úp mở mở ghét thật đấy. Nó muốn mình thấy cái gì đó. Không nói luôn đi. Tò mò vãi, tò mò vãi. Tao bắn cho phát, tao bắn, 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 bắn.
Cao thế nhỉ? Rồi, giây phút của sự thật. Ồ, cây gì hay á. Lát nữa mình có đi một vòng lại lấy được cái hòm này. Ô, bọn quái gì lạ này. Bọn nhìn buồn cười vậy, không hiểu. Trông giống người... Cái gì đấy? Mình để ý con này bay theo mình từ nãy giờ. Ồ, chui qua à? Hay như nào? Chui qua. Bãi cả hai cùng nhấc á, khỏe thế. Rồi. Đánh quái tiếp. Trời ạ. Chết. 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 Chạy qua đây, rối quá, rối quá. Rối quá, rối quá. Xong chưa? Đứng xa bắn cho nó nhanh. Cho nó tiện, cho nó tiện. Đồ đạc nhặt hết đi. Để lại một cục máu để lỡ ra ngoài. Lúc hết máu rồi mình còn có cái backup. Công nhận cái bản chơi ở cái khu rừng này hơi bị dài nha. Wow. The Valley of the Fallen. Chỗ nào đấy? Ui, rộng thế. Trời ơi. Bắt đầu xuất phát từ đây này. Ui dồi, nó đi hết chỗ này. Xong rồi nó dẫn mình đang chỗ vàng vàng này nữa. Đi đến bao giờ đây? Cái này có nổ được không nhỉ? Đang ngắm cảnh phát đã. Rồi, giờ mình đang ở trên cao. À, tiếp tục phải leo lên đây đúng không? Chắc chưa? Tao tự lên được. Úi giời. Ơ, nhưng mà tao không tự lên được. À, tự lên được à? Rồi, cuối cùng là chỗ này là cái gì mà trông có vẻ hoành tráng thế? Công tắc bí mật à? Chỗ giấu đồ à? Đây là cho cốt à? Cho cốt. Cho cốt của mẹ nó à? Là cái gì? Đây là những cái cục marble. What are they? Nó là cái gì? Just look. Không hiểu. Yahtzee. Làm ơn nói tiếng Việt. Ủa? Brother? Đây là tên của những cái gì vậy? Hãy cẩn thận tí.
Là sao? Giants. These belong to the Giants? These are the Giants. Hả? Cái đống này là Giant á? Sao thế? They had a choice. They could stay in Jotunheim, waiting for Odin to find a way in to slaughter them. Or they could hide. Trốn á? My father helped whisper their souls into these. Vãi! Linh hồn của bọn người khổng lồ ở trong những hòn đá này. Có vẻ giống như một cái phép mà lúc đầu lúc con chó sói chết nhở. Thế thì chắc chắn hai đứa bé này không phải là những người khổng lồ cuối cùng, mà tất cả những người khổng lồ đang trốn ở trong những cái cục đá này á. Nghe vô lý nhở. Thế giờ gọi nó dậy thì sao? Bây giờ con bé trao hết lại cho mình. Và coi như là trách nhiệm là của Archer. Muốn làm gì với nó là tùy ý mày. This is a lot of responsibility. It is. Chính xác, trách nhiệm này quá lớn. Đùn đẩy trách nhiệm ấy nhỉ? Mẹ. Yeah, no, I'm done. I guess. Now that I've given you those, my part in all this is over. You could always come with me. We could fight Odin together. If I was supposed to fight alongside you, I wouldn't disappear from your damn mural halfway through. Huh? I understand. Con bé này tin vào những cái lời tiên tri, và tức là cái trận chiến tương lai thì sẽ không có mặt của con bé này, cho nên con bé này không chọn đi theo. Mặc dù là mình đã mời gọi cùng đi theo và chiến đấu với Odin đi. Không rõ là sau này những cái cục đá này có tác dụng gì đây. À, trời ơi. There with my father. You know the giant's fingers? I spread my mom's ashes there. Feels like ages ago. Hey, just because of some dumb mural, your story doesn't have to be over. I know. I mean, I have plans. It's just, it's over as far as the giants are concerned. Con bé này đợi ở đây chỉ để đưa những cái thứ này cho mình. Và nó có một kế hoạch gì đó, cho nên nó không muốn đi theo mình. À, quay trở về chỗ con bò mộng đi. Nói chung là vẫn chưa thỏa đáng mình lắm. Có gì đó không ổn. Yala? Angerboda, could you help? Is she okay? Mày có thể chui qua hoặc nhảy qua mà. Loki, what's happening? Yeah. It's okay. I can handle it. Go check on Yala. Cái gì vậy? I'll come around. Heard about Uta. Biến. Đánh sao chúng ta được? Nó định làm gì ấy? Tốt nhất là chạy ra. Chạy cho an toàn. Chạy cho an toàn. Chạy cho an toàn. Nào nào, làm gì? Làm gì? Ai, dính đòn rồi. Tí nữa thì nấu đam được.
Ơ kìa. Chết chưa? Có một đồ gì đó khá ngon. Rồi. Giờ mình sẽ đi vào lối này. So, these marbles. They're all that remains of the giants? Not all of them. Some are just missing. But where could they be? Nowhere in the Nine Realms, as far as anyone can tell. Tức là người khổng lồ không hẳn là đã tuyệt chủng mà là họ đã trốn vào trong những cái viên đá ma bồ này. Và đây không phải là tất cả. Có thể vẫn còn ở đâu đó nữa. Sao mình tự nhiên bị rơi xuống đây này? Chết cha. Giờ sao lên lại đây? À đây, cuối cùng cũng chỉ để về chỗ này thôi. Thế thì làm sao quay lại kia lấy được cái hòm nhỉ? Mình thấy có một cái hòm chưa lấy được, rất là cay cú. Đây, chỗ con Zala đây rồi. Quay lại xem nó có làm sao. Không sao cả, nó vẫn ở dưới kia thôi. Something on your mind? Nobody believed this place was real. They're gonna be so surprised. Loki, you can't tell anyone about Ironwood, not even your father. Và ai bây giờ bắt đầu bảo mình không được kể cho bất cứ ai, kể cả bố của mình. Odin's not looking for it. My wards can keep the wildlife at bay, but if Asgard ever came looking. I get it. Tôi hiểu rồi. Ta sẽ không nói cho ai đâu. Thế chắc là tí nữa lúc mà ngủ dậy ấy, thì cái túi marble này, cái túi beaver, gọi là túi beaver đi, nó sẽ theo mình đến thế giới thực. Nó có sai đâu, đây chính là đường ra của mình. Con gì kìa? Ô, con này hay thế. Chạy bẻ mất thôi. Nhặt quả. Here's another one. So, is Irpa like the pack leader? No, that'd be Note. He's one of the elders. Ok. Chịu khó để ý, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đây nữa này. Lots of creatures in it. Used to get a lot. Quay về đây. Paint down there. Yeah? We should run them out. Your paint supplies are important. If that's what you want to do. Chú này à? Sure. Why not? Need that. Yeah. Chú xuống đây thật ạ. Phải trường. Đi vòng xem sao đã. Ôi giời ơi, cứ loanh quanh ở đây lâu quá. Không phải là về nơi này à? Mà lại phải chui xuống đây à? Chui đêm gì rồi ạ? Tối tăm mù mịt này. Ôi giời ơi. Sinkhole. Xuống đây lại đánh boss cho mình xem. Tặng hoa, tặng hoa. Flower? Oh. It's đang định tặng thì con kia bảo mày mày vặt hoa mày giết nó rồi. Mục tiêu của chúng ta là những chiếc lọ. Ok. Hết chưa? Đây, chắc chắn vẫn còn. Chúa tể lút đồ.
công nhận là phần chơi ở cái Iron Wood này chắc phải đến 2 clip, 2 tiếng mất. Tối quá. Phải nồi. Wretches, a nest of them. They're everywhere down here. Phá tổ. If we can light more torches, we'll be able to see, clear them out and grab what I need from them. Let's do it. You lead. I'll vẫn phải đi tìm cái đồ gì đó cho con bé này. Chưa được à? I got this one. Let me know if you see any more torches. I'll light them so we can keep moving. Ui dồi, cái gì kia? Cái gì kia? Xong phim. Boom. Giờ đi lối nào? Trong này có vẻ rất nhiều quái đấy. Mày đi lối này trước nhá. You should visit Midgard. Có con gì đó. I've got you. Chạy ra nổ đấy bạn ơi. Xong. Đốt lửa lên. Không đi vào đây được đúng không? Không đi được. Chỉ biết là ở kia có cái hòm thôi. Tiếp theo là trong này vừa nãy mình vừa đánh một con quái ở đây. Đây có phải đường cụt không? Gì đây? Ghê vãi. Nhìn như kiểu mình đang đi đúng đường chứ không phải đang đi sai đường vậy. Tối tăm quá. Đừng dọa em nhé mấy anh, biết ngay mà. Đau quá. Nổ. Không được đánh bạn gái tao. Không được đánh bạn tao. Hết chưa? Vẫn còn. Một con. Ơ kìa. Ấn nhầm nút rồi, hóa sói mẹ rồi. Thôi không được, hóa đi để hồi máu. Xong chưa? Một con nữa. Ôi giời ơi. À đây, phải giết cái tổ này. Không giết cái này là nó sẽ... Xong rồi. Tối tăm quá. Bôi. Sáng lên một tí. Nhưng mà dù sao cũng rất mừng tại vì đây là đường cụt. Và mình đảm bảo là mình đã lấy được đồ. Chỉ tiếc là trong này không có cái... Không có cái đuốc nào thôi. Ok, mình sẽ đi ngược lại đằng sau. Và đi cái lối còn lại. Hard not to get lost in here, right? Yeah, we're fine. We got this. Nhớ lấy cái hòm kia. À, vãi, giật cả mình ạ. Bố khỉ. Ai cho mày chạy? Bố láo bố tuyết. Dám làm tao giật mình. Đang đi, ông ấy lòi đâu ra lên, ghê vãi.
Đi lối nào trước anh em ơi? Đi bên phải trước nha. Có một con thôi à? Tối tăm quá. Sao cái này không sáng được vậy? Một cái hòm nữa, tuyệt vời. Thế anh em chơi cái đoạn vãi. Vãi nồi. Đang định bảo chơi cái đoạn tối này ghê ghê. Ô khỉ. Ghê thật. Cuối cùng là mở ra toàn cháp. Đúng rồi. Cái đặc sản này mình nhớ ở phần 1 cũng có. Kratos. Cái gì đấy? Kratos một lần mở ra nguyên một con quái thò tay ra nó dọa. Đây rồi. Đây chính là cái lối thông xuống dưới. Đây kìa. Lại có quái này, mình không. Vẫn còn à? Hay là đây có cái tổ? Đúng rồi, ở đây phải có tổ hay sao ấy. Đâu nhỉ? Đấy, à, tổ ở trên rơi xuống này. Phải lên trên này giết. Chứ không thì không thể lấy được. Phải lên trên này giết. Nhiệm vụ chúng ta là giết mấy con này mà. Ok. Có cái gì đó vừa rơi xuống dưới. Bắn cái này là mình có lối trở về. Đây, chính là đoạn đầu vào đây. Còn bây giờ đi xem mà có cái ngã rẽ nào mình chưa đi. Đây, lối này mình chưa đi này. I have an idea. What if you came with me? Where? Midgard? The other realms? Anywhere. Đang gã gẫm rủ con bé đi theo mình đấy. My animals need me, but it's sweet of you to offer. Như vừa nãy là mình chưa đi hết dưới này. Đâu đây? Mệt thế nhở? Đừng cụt đúng không? Ok, tốt. Ai nồi, đứng đây sợ mày à? Level 3 cơ, khỏe thế nhở? Vừa nãy mình đã đi ở bên phải. Bây giờ đi bên trái xem nào. Rộng quá anh em ạ. Quá rộng luôn đấy. Tối quá. Đây lại là đường cụt à? Shit. Ok, lại lên đây. Lối này thông xuống dưới này à? Đây là đâu? Bắt đầu loạn loạn rồi đấy. Hơi loạn rồi anh nha.
À đây đây đây. Đây, quay lại đây. Đi tiếp. Thắp sáng được gần hết rồi. Sang kia thôi. Nghi con này lắm. Đây ở đâu? Chỗ nào đây? Cũng không biết luôn ạ. Ai cơ, quay lại thấy nó đi chạy về phía mình, giật ca mình. Đây, cái hòm ngay đây rồi. Rẽ trái một tí là đến. Cái nồi, ở đâu đấy? Đây đây cái hòm này. Đúng không? Phải tìm được cái tổ nó cơ. Đây rồi, đây chính là lối xuống ăn đây. Xuống để ăn trước đã tính sau. Có thực mới vực được đạo. Đi lút đồ trước đã. Yeah, runic. Lại một cái accessory nữa hả? Để xem nào, xem nào. Accessory thì ở đâu? Đây. Ủa, mình tưởng được cái đồ mới. Chính là cái này đúng không? Ôi giời. Cũng bình thường. Kệ đi. Nhặt được vũ khí gì ngon. Toàn nhặt được accessory. Mấy cái đấy thì cần phải nghiên cứu nhiều nhiều tí. Con này khỏe quá, đánh nó không stun luôn. Không stun luôn. Đây, cái tổ nó ở trong này này. Vào giết thôi. Xong. Xong rồi đấy. I think that's all of them. Thanks. Feeling any better? A bit. Let's head back. Đi theo con bé làm đủ mọi chuyện. Đâu, giờ lối về đâu? Đây à? Nó đi lối nào về? Ở đấy, ít ra mày phải đi trước dẫn đường, người ta còn biết chứ. Đây, lối ra đây đúng không? Ôi dồi. Ôi dồi. Không vui một tí nào. Bố lão. Mày không thích đánh nhau kiểu này tí nào. Đánh nhau kiểu bị bao vây bọn quái con này phân tâm á. Bố lão, một gõ vào đầu. Chạy. Ngon. Cố lên, đánh xong con này là hết giờ. Chạy. Đây rồi. Đây rồi. Bố láo này.
Ready? Okay. Yeah. You? Ready to be out of here. Sap shooter stair bow ability. Ngon, 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 ngon. Đây, thay vì đòn này. Đòn này cũng ngon. Thì bây giờ mình thay bằng đòn này. Đam rất to. Stun yếu đi một tí. Để xem là như nào. Ủa? Ai à, giờ tức là mình sẽ làm chậm thời gian lại và bắn được ra 3 mũi tên. Thế thôi, đơn giản thế thôi. Cứ đổi ra nhá, xem như nào. Nói chung là từ đầu đến giờ thì những cái con quái, những con boss mình gặp, nó vẫn loanh quanh mấy con đấy này. Chưa có con nào mới mới ở hoành tráng cả. Đây, thử đòn mới nhá. Nhầm nút. Đây, đòn mới đây. Ơ à. Vừa nãy do mình giữ R1 thì nó không bắn. Tức là lẽ ra phải ấn nháy R1 cái chắc nó tự bắn. Thôi kệ, đi tiếp nhá. Cái đòn này mất 80 giây mới hồi cơ. It like that for you? You're always still going to be you, Loki. It's about coming to terms with it. And you've come to terms with it? I thought so. Giờ sao nào? Back the way we came? Nah, head around the sinkhole. It'll be quicker. Đây, lối này chắc chắn là lối để về rồi. Chắc chắn là lối này rồi. Oh, I meant to ask you. Your mother had visions. Can all giants tell the future? Some. In dreams. Hey, yeah. I dreamt of Thor a while ago. Thor? Came true, too. He showed up at my house. He did? Sounds kind of like a nightmare. Yeah. Kinda. Thằng bé nói về cái chuyện là khả năng của người khổng lồ có thể dự báo được tương lai hay không. Thì con bé nói là có thể, đa số là họ thấy được trong giấc mơ. Thì Atreus có kể về một lần đã mơ thấy Thor đến nhà của mình. Có vẻ đấy là cái đoạn ở cuối phần 1. Thì đúng. Sang đến phần 2 thì là Thor đến nhà mình thật. Nói chung là những khả năng của Loki đang dần được khám phá. Giờ là mình đang trên đường trở về không đúng không? Có đúng là đang trên đường về hay không đây? Công nhận phải nể phục cái đội ngũ thiết kế map. Đi nào, đi lên quanh một lúc rồi lại về. À, giờ ngồi ngắm cảnh à? Perfect timing. Hẹn hò. À, đây là bọn Đom Đóm. I know things have been weird in a lot of ways, but tôi rất vui vì cậu đã đến đây. Mặc dù tôi cũng không biết tôi đến đây bằng kiểu gì nữa. Rồi thì chắc là đây là giây phút đẹp nhất của trong cái clip ngày hôm nay. Chúng ta đã đi lòng vòng suốt gần một tiếng đồng hồ để làm mấy cái quét vớ va vẩn của con bé này. Thì cũng đã đến hết thời lượng của clip ngày hôm nay rồi. Một tiếng đồng hồ, chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Thì mình sẽ kết thúc cái clip ở đây, ngay sau cái đoạn này nha. Còn trong clip sau thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Không biết là phải làm cái quét gì cho con bé hay nữa không, hay là chúng ta có thể quay về luôn. Rồi, mình sẽ xếp clip ngày hôm nay ở đây nhá. Hẹn gặp lại anh em trong một clip tiếp theo. Và mình sẽ quay tiếp vào tối ngày mai. Được 13 tiếng rưỡi rồi. Chắc là 50 tiếng thì hết game anh em ạ. Cảm ơn anh em. Nhớ like, share, subscribe và donate ủng hộ mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.